Alo, 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 alo. Làm gì mày? Quay, quay. Quay gì? Quay vlog. Quay vlog hả? Ủa làm gì vậy? Hát sáng, còn hát sáng chưa? Sáng rồi. Hello Honey, how are you? Welcome. Biết sao qua cái đoạn này tối quá giờ lại. Welcome back to my channel. Toàn mỗi tòa chỉ giúp một căn thôi, sáu tầng sáu căn, thả thính một bản nhân được chi nhất. Giờ đi chơi trò chơi đi. Chơi trò chơi, ừ đúng rồi em. Biết sao không, chơi trò chơi đây, cái cuộc đời của chị bây giờ là nó giống như một bản ballad buồn vậy. Bây giờ chơi một cái gì mà nó vui, mà nó giống như một cái nốt tưng bốc, cái bài nhạc của chị lên coi chơi nè, chơi nè. Chơi nha. Chơi. Chơi là phải chơi tới cùng nha. Lùng là lùng không giao lớn nha em. Trời ơi, chơi không có quạo nha. Không bao giờ quạo luôn, chỉ có một nét sồn nha. Rồi, giờ chơi đúng không? Giờ phổ biến luật chơi nè. Rồi, chơi sao? Rồi, chơi cái này là chơi Q&A, biết chơi Q&A không mình? Trời ơi, dễ ẹp. Q là giết nè, A là anh, giết anh. Sao làm như vậy chứ? Oh shit. Sau khi tin nhắn đó anh đổi tên em là Âu Bitch. Không. Chơi, không? Không. Chơi cái gì lạ lùng vậy? Q&A là gì? Q&A là question and answer, đặt câu hỏi vậy. Đúng rồi. Đúng rồi. Trời ơi, cái quỷ chứ làm khó gì được chị. Chơi em, chơi, chơi, chơi. Rồi ok, bây giờ phổ biến luật chơi nha. Nghe cho kỹ à. Bây giờ em có khoảng chừng 55-60 câu gì đó câu hỏi. Xí. Câu hỏi tới vòng mà lấy chồng để con thì mình 60 câu dữ bé. Không, tại vì cuộc sống chị trộn rộn quá, nhiều người muốn hỏi chị lắm, cho nên em tổng hợp lại nó hơi nhiều. À ok là. Rồi giờ chơi nha. Chơi, chơi chứ con. Em đặt câu hỏi là chị phải nói liền 5 giây mà trả lời là phải thật, chứ không được trả lời xạo. Mình nói là mình phải nói bằng tấm lòng của mình. Mày đọc chưa? Mày chưa đọc mà mày giao kỹ quá, giờ mày đọc đi. Rồi giờ đọc nè, vô nè. Vô. 6 tháng ở Bali chị chi hết tổng cộng bao nhiêu tiền? 1 2 đủ mua 4 cái iPhone 12 nha. Rồi thấy ghê vậy? Thấy ghê không? Okay. Thấy ghê không? Nghe đồn chị mới mua nhà tổng cộng 15 tỷ phải không? Có không vậy? Không nha mọi người. Nha, còn cái xe có luôn. Có hai cái nhà mô hình mới mua luôn. Tao mới mua, tao mới gáp luôn á. Mày thích không? Tao đốt cho mày một cái. Trời ơi, thôi thôi thôi. Tính tới thời điểm hiện tại chị có tổng cộng bao nhiêu người yêu? Một. Người yêu thì chỉ có 3 thôi, nhưng mà người tình thì nó nhiều lắm đó em. Rồi chị tổng cộng luôn đi. Không nhớ được, nó là một hàng số. Nghe nói chị có rớt rồi đúng không? Chị chia sẻ cụ thể về rớt của chị chút xíu được không? Nó là suy nghĩ trong 5 giây trả lời gì liền. Trả lời ngắn gọn thì nếu mà chia sẻ là nó dài lắm. Bây giờ tao chỉ trả lời ngắn gọn là tao có rớt rồi. Rồi vậy thôi. Rồi tới đó. Rồi, bây giờ tới vô tập trình nha, cắt nha. Cắt nha, lát chơi tiếp nha. Câu tiếp tục. Mẹ chị á, trong cái clip thì mẹ chị có chia sẻ hồi nhỏ lúc chị chia tay ghệ. Mẹ chị tưởng chị sắp tự tử luôn hả? Ủa em, nickname của chị là gì? Nguyễn Minh Sồn. Và nickname tiếng Anh của chị là gì? Drama Queen. Thì chị drama vậy thôi, em hiểu không? Giống như là mỗi lần mình, ví dụ mà trời mưa buồn là chị diễn được cái nét trời mưa buồn liền. Thất tình là chị diễn drama, giống như là đau khổ lắm. Nhưng mà mới có qua ngày hết rồi nha mọi người. Nè nhớ nha, drama tiếng Anh là gì? Tiếng Anh là drama, dịch ra tiếng Việt kịch tính. Hai cái suy nghĩ nha em, tích cực với tiêu cực. Đừng có bao giờ nghe là drama là tiêu cực, hiểu không? Nếu không làm người mẫu, người nổi tiếng chị sẽ làm cái gì? Làm thinh. Rồi chị lấy cái gì chị ăn? Có lê luôn nha mọi người. Lê là ăn vô là lê the luôn. Bơm là ăn vô nổ bánh hồng. Cái bơ mà ăn rất là ngon nha mọi người. Ăn vô nó giống như một cái giống trái cây gì đó đó. Xe cuốn quả tới luôn. Ta nói mà xe cuốn quả nó tới luôn. Thế giờ bơ này ăn vô nó rất là giống một loại trái cây chứ nó không có nổ. Thường thường bơ mà nó nổ mà sao cái này nó không có nổ. Chị nghĩ là nếu mà chị không làm người mẫu á, chắc là giờ chị đang ngồi ở một cái quầy tính tiền nào đó trong một cái văn phòng ngân hàng. Món đồ đắt và rẻ tiền nhất mà chị mua là gì? Bao nhiêu tiền? Món đồ rẻ nhất chị mua là nào? Hồi xưa mua bịch xí mụi 500 đồng là rẻ nhất. Không, đừng có tính hồi xưa, tính lúc mà chị có tiền á. Vậy sáng nay nè, mới mua trong ngày hôm nay nha. Món đồ rẻ nhất chị mới mua ly cà phê 10.000 cà phê sữa đá.
Mắc nhất hả? Mắc nhất chắc là mua cái nhớt của chị á. Cái nhớt chị mua nhiều tiền rồi. Cái đó là nói chung là dành thời gian nè, mọi người biết không, thời gian là vàng bạc. Mà cái nhớt của chị luyện từ năm này qua tháng nọ luôn mà nó chưa xong nữa. Có nghĩa là nó rất là mắc. Cái trả lời vậy em vừa lòng em không? Vừa cái nhớt em rồi. Rồi tán cho mặt em một cái. Người ta đồn á là chị cắt nát sửa mũi bơm môi nhấn mí độn cằm trùng tu body. Chị nghĩ sao về vấn đề này? Chị nghĩ rằng á là mọi người hay đồn chị là phẫu thuật thẩm mỹ. Chị thừa nhận luôn nha. Bây giờ chị thừa nhận trên sóng truyền hình của chị nha, là chị có thẩm mỹ chứ chị chưa có phẫu thuật. Thì là mỗi chút mỗi nơi chị thấy chỗ nào thiếu thì chị nhấn một xíu, chị dặm xíu, chị vá xíu. Ok mà. Ok luôn. Tuyệt vời. Rõ quá. Chị hãy ráp một đoạn trong bài DCME đi. DCME hả? DCME á là cái bài đó người ta nói là dù có mất em mà ta không nghĩ cái tên đó là dù có mất em đâu. Tao biết cái tên đó là nó tên gì luôn. Mọi người đố mọi người biết tên gì không? Em biết không? Em không biết đâu. Hỏi thằng hát cái bài đó. Nghe nói bài đó là của Andre Ryan nè. Cái bài đó là cái sự thật của cái bài đó là chỉ có 50% thôi nha, chứ không hề có nhận được những kim cương diamond gì hết đâu nha. Đừng có nghe cái lời bài hát mà cứ nghĩ tôi lấy được chiếc nhẫn kim cương, không hề luôn. Chạm lời yêu chả là anh nhẫn diamond. Anh nói đùa đấy cứ giữ lấy bởi vì... Ủa là chị là nữ chính trong câu chuyện đó không ạ? Chị chưa biết. Cái đó là cho hỏi người sáng tác. Chị rap đi chứ. Không có thuộc, chị nhớ là gì? Cái gì nữa? Năm. Oh shit, tình yêu của em như made in China. Hết rồi. Cái đó là chị đọc thơ, chuyện có hát. Không thuộc. Rồi vậy thì mình bóc thăm đi chị. Là sai hả? Đúng rồi, tức là mình không có trả lời được thì bây giờ không có làm được cái thử thách đó hả? Đúng rồi, là bây giờ mình lắc lên. Thả thính một bạn nam gần chị nhất. Trời ơi. Mọi người ơi, mọi người. Em làm ơn em đi qua đây. Đây nha, thân sâu hồn bướm nha. Bên đây cũng thân sâu hồn bướm luôn nha mọi người. Rồi thả thế này, đâu có chai thẳng đâu. Em thua rồi, cái kèo này của em thua. Bóc cái khác vậy. Ủa sao kỳ vậy? Gọi điện thoại người yêu cũ mượn tiền. Chết cha. Thiệt luôn hả? Sẽ đâu. Mở lo luôn hả? Mở lo lên. Sẵn mình hỏi luôn là sự thật trong bài hát luôn nè. Chào mọi người. Không có lấy lãi nha, không có như mày nha. Là bạn nè. Chứ phải chưa nghe, không đi nghe rồi quà rồi đặt cho cái bạn rồi. Câu tiếp theo, chị có bao giờ ngủ đi không? Có. Ai không ngủ mà, ngủ mà là ngủ đi hết á mọi người. Ủa mà đâu có bao giờ ngủ với hai mình. À có, đi diễn cũng hai mình nha mọi người. Khoa học chứng minh ngủ đi tốt cho sức khỏe. Lâu quá. Con biên kịch nó lâu quá ha mọi người ha. Thiệt quá, đuổi đó. Mọi người sẵn đây có ai làm content creator, mình gửi email về bên em luôn nha. Trong vòng 5 giây chị hãy kể ít nhất 3 thói quen xấu của chị. Xồm. Cái tính mà nóng tính. Thứ ba nữa là chỉ lộn. Đến ba, tiếng á. Là 3 thói quen xấu của chị. Ok. Không, thật ra là chỉ có một thói quen tốt thôi, còn lại là xấu hết luôn á mọi người. Thiệt mà, tại không có thời gian kể, chỉ có một thói quen tốt thôi. Ok. Chị có sợ ma không? Có bao giờ chị gặp ma chưa? Rất là sợ ma, chưa bao giờ gặp ma và hy vọng là đừng bao giờ gặp. Tại vì tôi mà gặp là tôi xỉu ngang, là tôi đứng tim luôn á, tại vì họ nhìn tim nha mày. Chị là gái thẳng hay gái cong? Trong đường đời của chị thì có đôi lúc chị cong nhẹ xong rồi chị uống lại cái nó thẳng. Chị linh hoạt vậy luôn hả? Ừ, thì giống như là chị đã nói rồi, cái đường đời của chị á, cái đường tình duyên của chị nó rất là quanh co. Nó quanh co, quanh co, quanh co. Và nhiều lúc nó quanh co thì nó thẳng lại xíu. Thì tại nó thẳng rồi, tới lúc nào nó quanh co thì chị chưa biết. Nói chung là thường mình thoải mái không mọi người? Mình quanh co gì đó, tính quanh co, quanh co. Nếu một ngày ngủ dậy, bất ngờ chị nhận ra mình là con trai, chị sẽ làm gì đầu tiên? Nếu một ngày tôi là con trai, tôi sẽ đứng lên là tôi tán cho mặt ta một cái. Không tin á. Tại vì trời ơi sao mà thành công quá nhờ. Tôi sẽ đi thả thính. Bình thường là chị cũng là đàn ông rồi mà. Con bé má hay diễn cái nét nè. Thì đầu tiên mình xin nhìn xuống dưới. Xả
xạo dễ sợ không, hàng ngày bả nhìn rồi giờ bả còn nhìn nữa. Cái nét đó là nét giả trân rồi. Giả trân. Ok. Ngoài tuổi thơ ba đạo hay trốn học hay giả bộ rất dài đá dầm để trốn học, còn điều gì dữ dằn hơn nữa mà chị chưa bao giờ chia sẻ trong suốt 12 năm làm sách của mình hay không? Cái này, cái nét này tao bảo đảm là đứa nào cũng có, đứa nào mà không có thì tao giận. 10 đứa là phải có 5 đứa có, thề luôn. Má đưa tiền học, đóng tiền học thêm không đâu. Có không mấy em, nói mấy em có không? Không, không đâu. Đợi qua lấy tháng sau, bù qua tháng trước, đến cái cuối học kỳ luôn. Cái nợ là? Cái câu hỏi chưa đóng, không có biết gì đâu. Cái câu mời phụ huynh lên luôn. Xù đó. Cái xong rồi má khóc. Bà qua lớn, lúc đó bà lớn rồi. Lúc đó chị lớn rồi bà không có đánh chị nữa. Ngày xưa là bà đánh chị bằng con mây không đó. Chị nhìn tới năm cấp 3 là biết chị qua đi nét gì không? Nét chặt. Nét đó bi hàng kịch. Bi hàng là còn kịch nữa. Yeah. Một mình mẹ nuôi ba đứa con. Khóc rồi đó. Thấy tội, thấy khổ, thấy mình nó lỗi nó rồi. Từ đó cải tà quy chính. Một câu nữa đi, một câu nói về cái thời đi học đi. Chị đã từng bao giờ bị giám thị mắc quay bài trong giờ kiểm tra chưa? À, quay bài thì chị chưa bao giờ dính nha em. Tại vì chị rất là điệu nghệ, nhưng mà nhiều chuyện và bị lên sổ đầu bài là tuần nào chị cũng có luôn. ví dụ như chị. Ví dụ như là nhiều chuyện mà tự nhiên cứ đang học, không học, quay ra nói chuyện với mấy nhỏ kế bên. À, nói chuyện với mấy thằng trai không à. Xong rồi cái biết bị giờ ngủ gục. Tại vì tối đi chơi, 11, 12 giờ mới về. Xong rồi thức khuya, sáng dậy không nổi, không có làm bài tập luôn. Vô làm cái gì phải không? Chép bài của người ta. Người ta đồ mà chị đi mua giải Agenis Top Model. À, nếu mà chị có tiền á là thứ nhất là chị không thích. Nếu mà chị có tiền á là chị mua nhà chứ chị không mua giải nha em. Cái thứ hai, nếu mà có mua chị mua giải nhất luôn chứ chị không mua giải nhì. Đợt tay hay Next Top Model? Miss Supranational nha em. Liên quan tới người mẫu thiếu đi. The Face siêu mẫu Việt Nam. Nó không vô chủ đề luôn. Ủa, mắc cười của em. Siêu mẫu Việt Nam có phải là cái show đầu tiên của Việt Nam không? Đúng rồi. Đúng. Tụi em chỉ có xính ngoại cho em mê mới đến chứ. Thì giờ mình phải chở về cội nguồn. Tại vì cuộc thi đầu tiên chị thi là gì? Siêu mẫu Việt Nam đó. Ok. Vậy nếu năm nay mà chị được ngồi được, ngồi làm giám khảo được hay thì chị muốn ngồi với ai? Ngồi với ai cũng được, đừng ngồi với em nha. Em không có được ngồi. Người ta cho ngồi với ai thì ngồi thôi chứ chọn chí. Thật ra chị nghĩ là ngồi với ai cũng sẽ lòi ra một cái hay mình. Cũng sẽ học được cái hay của đối phương. Cái này giờ nhiều rồi đó. Content con này nhạt ha mọi người. Bây giờ mình nghĩ đi. Mình lát mình đổi khung cảnh cái con này nó nhạt nhẽo quá. Mày gõ hoài, tôi đang quạo đó. Chị mới qua. Đang quạo. Xong rồi, mày đang quạo. Sao vậy? Thì đọc comment trên Facebook nè. Đó, người ta nói là hôm qua tao diễn không có thuần thái. Tao diễn gì đi nó cứng ngắc là không có bằng người ta làm bao nhiêu năm trong nghề rồi. Mày khoan, bây giờ đang quạo mày nét là hồi bây giờ đang quạo mày đánh hồi nữa lên tới Thái Dương tao luôn á. Người ta nói là tao diễn không có thuần thái, tao người bận bồi nam rồi, tao diễn không có được gì hết. Bận bồ rồi có dạy thôi, đi cũng không có được. Nay chị đi sớm hả? Nay chị đi sớm đúng không? Đúng rồi, chị xong sớm. Trời, nay đi sớm xong sớm thì mình đừng có làm có cái hôn như vậy, mình có cái hôn đi trễ đó chị. Ừ. Vậy chơi tiếp đi chị em. Đúng rồi, chơi chút đi nha. Chơi gì? Chơi gì mà đừng chơi video nha. Trời ơi. Chơi video không? Không. Không. Đó. Sao? Tổ quật em. Nó giỡn chứ em có vẫn chơi video xuống đời mà chị. Thôi đúng rồi. Camera em chơi video. Một câu điếp nha. Ừ. Có điều gì mà chị đã ước mơ làm từ rất lâu rồi mà đến bây giờ vẫn chưa làm không? Có, chị ước mơ có tiền mua nhà. Mua tầm kiểu như là bây giờ ở đây có 6 tòa thì mỗi tòa chỉ ước mơ 1 căn thôi. 6 tòa là 6 căn. Chưa làm được. Mình coi mình cancel show mình về mình đi ngủ là mình sẽ được 6 căn nhà. Không, mình vẫn đi đen rồi tối giờ mình ngủ. Ngủ mình mơ. Cancel chi, cái tiền, có tiền nha. Tiếp tục, câu tiếp theo. Thành công lớn nhất trong cuộc đời chị là gì? Thành công lớn nhất. Chưa có thành công gì luôn á. Chưa có thành công gì luôn. Ừ, toàn là thành thụ không à. Cuộc đời được giới tính và đình viên của chị nó còn quanh co mà xem hết là thành công được, nó quanh co dữ lắm. Rồi thôi vậy qua giờ qua đi, qua nha. Em hỏi đi, em hỏi cái câu nào nó mặn mòi lên cho chị coi. Rồi. Vô. Người mẫu dễ bị cám dỗ đúng hay sai? Sai. Tại nghề nào cũng dễ cám dỗ á, mà cám dỗ dễ hay đúng sai đúng là tùy mình à.
giống như nghề của em đó, em cũng dễ cắm dỗ mà em đi dạo vòng mình ta ngủ em chơi video mà em chơi liền rồi bị cắm dỗ rồi ha. Đúng rồi trời. Vậy câu tiếp theo nè, có ít nhất một lần chị bị mời chào với những đại gia hay những cuộc vui chóng vánh không? Có chị thì con số mà họ đặt ra cho chị để đổi lại những điều trên là bao nhiêu? Chắc cũng mấy ăn nhà nha, chắc cũng được căng. Thí dụ mình xa xa mình hóc buông chắc là cái cũng hai căn đó, hai căn phố dính liền đó. Còn mà Sài Gòn thì chắc hỏi chị kỹ cho trả lời rồi tự hiểu trời, tự tính nghe đi. À, câu này hỏi về quá khứ của chị nè. Siêu Mẫu Việt Nam 2011, chị từng có phớt chen lấn xô đẩy đồng nghiệp trên sân khấu, chị có chia sẻ gì về điều này không? Chị có chia sẻ nè mọi người ơi, chị không hề có ý định chen lấn luôn. Và thí sinh Nguyễn Minh Tú. Và chúng tôi xin được mời phó tổng biên tập tạp chí Thời Trang Trẻ. Có nghĩa là lúc đó chị là 2011, lúc đó chị mới 20 tuổi thôi. Thì lần đầu tiên chị tham gia vào nghề người mẫu luôn. Có nghĩa là lần đầu tiên chị tham gia cuộc thi. Thì khi mà đi tập chương trình á là người ta dạy. Lúc mà tập chương trình mà lần đầu tiên chị đi thi gì biết gì đâu, thì người ta tập chương trình người ta dạy là tới vị trí của chị là chị đi ra, chị đứng đó. Thì lúc đó chị hiểu là mình đi ra mình phải đứng đó thôi. Cái nhiều khi chị thật thà quá, chị đứng đó cái chị thấy người ta đứng hết trơn chen của chỗ chị nên chị phải chen lên chị đứng chậm chậm. Vậy là mình đúng quy tắc thôi đúng không? Không có, mình sai cái nhân cách luôn á. Nhưng mà ý là quy tắc của mình thì lúc đó là mình còn nhỏ quá, mình không hiểu, mình không biết. Thật sự là vậy, còn có những bạn trong đó đi sai tùm lum đâu biết đâu, ngây thơ. Chứ bây giờ là khác rồi, bây giờ mà ai muốn đứng chị để cho đứng luôn. Đã vậy em biết xong cái mặt chị lúc đó, cái kết cấu cơ mặt của chị từ nhỏ tới lớn là nó quạo. Cái nét quạo á từ hồi trong trứng lên tới giờ là vẫn nét quạo luôn. Cho nên là nhiều khi người ta nhìn vô cái mặt chị rất là đanh luôn á em. Chị đâu có định chen lấn gì đâu. Trời ơi, đợt đó người ta nói chị đi ăn hiếp đồng nghiệp. Trời ơi, nó có tao mới mà ăn hiếp thì không hề. Chị không biết gì luôn á. Cắt xê một show diễn của chị là bao nhiêu tiền? Tùy theo thôi, ví dụ như là đi diễn mà những cái show mà như triển lãm hay là nhà thiết kế thì là giống hỗ trợ thôi. Tại vì người ta cũng làm show cũng đã tốn nhiều tiền thôi. Thì người mẫu cũng làm, ai trả nhiều lấy nhiêu, hỗ trợ. Nhưng mà ví dụ tiền kiếm được chắc là do chụp hình, quảng cáo này nọ là tiền kiếm được nhiều. Chứ còn đi diễn không á, đam mê là chính nha, chứ đi diễn cũng không có nhiều tiền đâu mọi người. Có một bạn nữ nhắn hỏi chị là em muốn trở thành một người mẫu giống chị cho em hỏi lời khuyên là gì ạ? Có phải là wow sẽ trở thành người mẫu không? Không em. Wow không có trở thành người mẫu đâu em, đừng có học theo cái nét wow của chị. Trời ơi, chị lại tụi em luôn, đừng bao giờ học theo cái nét của chị nha. Cái nết của chị em đi học là chết. Đừng học gì học, đừng học cái nết của chị. Bây giờ là sẽ phải từ Bình Thạnh nha, mình chạy ngược lên Phú Nhuận nha. Mà cái giai đoạn này là cũng hơi kẹt xe đó, ngoài trời là cũng hơi mưa đó. Cho nên mình sẽ tranh thủ đi sớm hả. Mình phải thay đồ nha mọi người, để tham gia vào ngày diễn thứ hai của El Wedding Gallery. Mệt, eo wedding. Eo show wedding.